cái vấn đề mà nó liên quan đến pháp luật cũng như là đạo đức của một người á, thì nó rất là khó để có thể nghĩ một cái hướng tích cực lắm mọi người ơi. Một khi mà mình đã làm sai pháp luật thì chắc chắn nó sẽ tiêu cực. Nhưng mà điều quan trọng đó chính là cái thông tin sai pháp luật đó có được xác thực bởi công an, bởi nhà nước hay chưa, hay chỉ là một tin đồn thất thiệt. Và từ cái tin đồn thất thiệt đó thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới những người mà họ không làm, họ bị oan. Và đôi khi nó sẽ ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến cái cuộc sống cũng như là công việc của họ. Thì khi mà ảnh hưởng đến công việc của họ thì sẽ ảnh hưởng đến tài chính, thì họ sẽ không có tiền để xong. Như là phổ vũ các bạn, cố lên nha.